Chương 2. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, và Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng tức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm lễ cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giêsu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ấm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng, đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá, bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi chót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm.
khỏi ba ngày gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.